xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kiếm hệ thống. À, như người đã hứa ngày hôm qua, à, sau khi à, giới thiệu bộ truyện thầm à, lắng Nghi truyền kỳ, thì à, Đình Duy xin thông báo là bắc tống nhàn vương vẫn à, được tiếp tục. À, tuy nhiên quý vị khán thính giả cũng đã biết rằng à, bộ truyện bắc tống này nó cũng có một số cái tình tiết nó liên quan đến à, à, chủ quyền cũng như là những cái à, tinh thần tự tôn của các tác giả bên à, trung quốc nên là nhiều diễn đàn cũng không cho chuyện bác tấm nhàn vương này được public chính vì vậy cho nên là việc để đọc cái chuyện bác tấm nhàn vương này nó cũng là một sự cố gắng mà rất hy vọng quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ đình duy ủng hộ kế mề hệ thống bằng cách đơn giản có thể là nhấn nút đăng ký kênh cho đình duy một like một chia sẻ quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh động viên đình duy tiếp tục duy trì bác tống nhàn vương qua số tài khoản được ghi vào phần mô tả cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều ngay sau đây là tập 150 tiếp theo là tập 149 của bác tống nhàn vương Cứ điểm tại Lã Tống, nắm chắc có thể cố thủ được dưới sự tấn công của thổ dân. Đây coi như là một tin vui lớn đối với Triệu Nhan. Nhưng tuy không cần lo cho cứ điểm, song tiếp sau đó lại có chuyện khiến Triệu Nhân đau đầu hơn đó chính là sau này nên giải quyết vương quốc lưu khắc đã tấn công họ như thế nào. Vốn dĩ về kế hoạch triệu nhan vạch ra khi bị tấn công ở hải ngoại chắc chắn sẽ trả đũa thần nặng gặp thần giết thần gặp phật giết phật nên vương quốc lưu khắc này dám tấn công hắn đã bị liệt vào danh sách triệu nhan tất phải diệt chỉ có điều vương quốc lưu khắc này lại hơi đặc biệt vì thành đô của vương quốc chúng nằm trong đảo lạ tống xung quanh được bao bọc bởi rừng rậm nhiệt đới muốn đánh hạ chúng chỉ có đường xuyên qua rừng rậm nhưng tướng sĩ đại tống căn bản không quen với rừng nếu tùy tiện tiến vào trong khu rừng nguy hiểm bạn phần đó e rằng còn chưa đến thành của đối phương toàn quân đã bị hủy diệt rồi hoặc nếu vương quốc lưu khắc tấn công cứ điểm của vịnh hương tiêu thất bại nhất định sẽ rụt cổ trong đô thành đến lúc đó nếu triều nhân không đánh đối phương thì với thù hận trong chất của chúng vương quốc lưu khắc nhất định không cam tâm từ bỏ ý đồ đến lúc đấy cứ điểm ở vịnh hương tiêu sẽ phải đối mặt với sự quấy phá ác liệt của thổ dân Nghĩ đến hoàn cảnh trên, triệu nhân không đau đầu không được, không đánh cũng không được mà đánh cũng không xong. Hoàn cảnh này thật sự làm khó người ta, đương nhiên cũng không phải hết cách. Ví dụ triệu nhân đang suy nghĩ có nên lôi kéo một số vương quốc thổ dân trên đảo không, sau đó mượn tay những vương quốc thổ dân này săn bằng kẻ địch thay cho đại thống. Đương nhiên làm như vậy có lợi, tất có hại. Điểm tốt là không cần đại tống đích thân ra tay, càng không cần mạo hiểm tiến vào rừng nhiệt đới. Nhưng mặt xấu cũng hiện hiện rõ ràng, đó chính là có thể sẽ nuôi ong tay áo, đợi khi tiêu diệt hết các vương quốc khác rồi những vương quốc được đại tống ủng hộ chắc chắn sẽ càng lớn mạnh đến lúc đó đại tống muốn thống nhất Lạ tống nhất định sẽ lại xảy ra xung đột với các vương quốc này nửa tháng sau bên phía lã tống cuối cùng lại truyền tin tới vương quốc lưu khắc tập kết hai bản đại quân tấn công cứ điểm bệnh hương tiêu đáng tiếc tin tức này sớm đã bị cứ điểm biết được đám người ác quỷ cũng chuẩn bị kỹ càng kết quả khi đại quân của vương quốc lưu khắc tiến đánh đã bị đại bại dưới mai phục mà ác quỷ bày trận thương vong năm sáu người thậm chí đến vương tử của tổ dân cũng chết nhưng điều này cũng khiến mối thù của đại tống và vương quốc lưu khắc không có hồi kết tuy quốc vương của vương quốc lưu khắc phải chịu đau đớn vì mất người thân nhưng từ trận đánh này y cũng nhận ra sự chênh lệch giữa mình và đại tống mặt khác y nhiều con như vậy chết một người cũng không có đáng gì vì thế sau cùng y cố nén lòng phẫn uất tạm thời buông bỏ ý định báo thù hơn nữa đổi sang tận dụng điểm mạnh của mình không những cấm người dân giao dịch với đại tống mà còn phái người ở mọi nơi quấy phá người đại tống trong một thời gian rất nhiều người đại tống tại lã tống bị chết và bị thương khiến phần đa chỉ có thể trốn trong cứ điểm không dám ra ngoài thấy tình hình này triều nhan cũng không còn lựa chọn chỉ có thể xúc tiến tiêu diệt vương quốc lưu khắc không thì sẽ tác động trầm trọng đến chiến lược của hắn ở lã tống vì thế triệu nhan đành để từ nguyên đi lã tống lần nữa nhưng hắn không tấn công vương quốc lưu khắc mà để từ nguyên ra mặt lôi kéo một số vương quốc thổ dân theo thông tin triệu nhan tham thính được kẻ thù của vương quốc lưu khắc cũng không ít chỉ rằng trong trong bảy vương quốc thổ dân họ biết đã có ba vương quốc xung đột về lợi ích với liêu khác nên chỉ cần đại tống đồng ý trả một cái giá những vương quốc thổ dân này chắc chắn nguyện tiêu diệt đối phương thay đại tống khi triều nhân vừa giải quyết xong vụ việc ở lã tống cuối cùng không còn việc gì lớn nữa thế là nghỉ ngơi ở nhà cùng với thế tử và các con nhưng không ngờ chỉ vài tháng sau trong thiên hạ bất ngờ xảy ra một chuyện động trời hạn hán đến rồi hơn nữa còn là đại hạn hán xuyên suốt lãnh thổ đại tống từ nam chi bắc là phải trận hạn án trăm năm có một hoa màu chết rũ có thể nói là cả ngàn dặm không thu hoạch gì theo tính toán từ tình báo triệu nhan thu được lương thực thu hoạch năm nay của đại tống khả năng không bằng một nửa năm ngoái lương thực lương thực năm nay trở định chắc chắn sẽ thiếu hụt lương thực trầm trọng vậy làm như thế nào tô thức ở Tân quỳnh châu sau khi nghe thấy tin này cũng lập tức quay về quảng châu nhưng nghe đành bó tay biết chuyện này cần biết tổng sản lượng lương thực giảm đi một nửa đồng nghĩa với một nửa bách tính đại tống không có cơm ăn đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người chết đói châu nhan lúc này cũng cho mày hiện tại hắn không chỉ ưu phiền về chuyện lương thực ngoài ra nếu hắn nhớ không nhầm trong lịch sử hình như vương an thạch đã lần đầu tiên bị bãi miễn trước tể tướng chính vì đại hạn hắn hiếm có này vốn dĩ nếu như bình thường vương an thạch bị bãi miễn trước tể tướng châu Nhân sẽ vui mừng nhưng đứng trước tiên tai này nếu vương an thạch bị bãi trước chắc chắn sẽ mang đến cho cục diện chính trị đại tống sóng gió trước nay chưa từng có đến lúc đấy nhất định sẽ ảnh hưởng tới lực lượng cứu tế thiên hạ sẽ không còn biết bao nhiêu người về chết thần nghe nói trên đại đảo nam dương giàu có về lúa nước chúng ta phải thu phái người đi thu mua nhiều một chút cho dù không giải quyết được hạn hán lần này nhưng mà cũng coi như là cố gắng đến hơi thở cuối cùng lúc này tôi thức trở dừng lại nói tiếp đối mặt với trận hạn hán này y chỉ có thể nghĩ được cách này thôi tuy nam dương sản xuất nhiều lúa nước nhưng cũng không thiếu lương thực nhưng những thổ dân ở đó quá lười biếng bình thường không hề tích trữ lương thực hơn nữa chúng ta cũng ít khi thu mua lương thực từ nam dương nên bây giờ mà phái người đi thu mua e rằng cũng không có kết quả gì triệu nhan nhíu chặt mày nói hắn không cho rằng đến Nam Dương thu mua lương thực là một biện pháp hay. Vậy tính sao? Không lẽ chỉ có thể chưng mắt mà nhìn vô số bách tính vì trận hạn hắn này mà chết đói? Tô thức thực chất cũng biết ý tưởng của mình không khả thi, nên lúc này chán nản ngồi bệt xuống. Cũng không hẳn, sao điện hạ người đại quên mất còn một nơi dự trữ số lượng lương thực lớn chứ? Đúng lúc này, Châu Nhan chợt nghe thấy tiếng nói của một nữ nhân từ ngoài phòng khách truyền tới. Ngay sau đó một người con gái mặc tướng phục thủy quân bước vào, chính là thủ hạ cũ của Từ Nguyên, Ngư Nương. Hơn nữa, Triệu Nhan cũng biết Ngư Nương này và Từ Nguyên có mối quan hệ mập mờ không rõ ràng. Ha? Nơi dự trữ lượng lớn lương thực mà thích tướng quân nói là đâu? Triệu Nhan lập tức lên tiếng hỏi, vì mối quan hệ giữa Ngư Nương và Từ Nguyên nên hắn cũng chẳng có thiện cảm gì với Ngư Nương, cộng thêm nàng ta là là một nữ nhân, vì thế bình thường bàn bạc công việc rất ít mời nàng ta đến. Không ngờ lần này đối phương lại chủ động tới. Điện hạ còn nhớ chuyện lớn mà trước kia quân la sát chúng thần sát nhập đại tống đã làm chứ. Ngư đơn không trả lời thẳng vào câu hỏi của Triệu Nhân mà hỏi ngược lại. Chuyện lớn làm trước khi sát nhập, Triệu Nhân nghe thấy vậy cũng đờ người. Cùng lúc khuôn mặt trở nên trầm tư, cuối cùng nhớ ra, liền cất lời. À, chuyện mà thích tương quân nói là la sát liều chết đánh tinh thành. Khi xưa Triệu tự Lâm trọng bệnh, thế là Triệu Nhân thông báo tự nguyên thực thể hiện ra thực lực của mình để từ đó lấy được cơ hội sát nhập thế là từ nguyên tống lĩnh quân la sát đánh chiếm tinh thành chiếm lĩnh phần lớn thành trì gần biển của đối phương sau đó mới đạt được sự coi trọng của đại tống cuối cùng đã lấy được thuộc quốc công chúa chỉ là đánh cửa càng của tinh thành thì dễ muốn bảo tồn ở đại tống thì đâu có khả năng đó vì thế sau cùng quân la sát chỉ vơ vét một lượt hết các hải càng rồi giải tán dưới mệnh lệnh của triều đình nhân đó đại tống cũng cho tinh thành một ân tình dù gì tinh thành cũng là một thuộc địa của đại tống điện hạ anh minh mà tướng chính là nói về chuyện này tinh thành từ cổ chí kim đều là thánh địa của lúa nước ở đại tống ta nhiều nhất một năm có hai vụ lúa nước nhưng ở đây đó một năm ba thậm chí bốn vụ khi quân la sát chúng thần đánh giết tinh thành phát hiện trong kho ở cửa càng chúng ta chứa đầy lúa nước một số hàng vì đã cất giữ quá lâu nên sớm đã bị giữ hỏng đáng tiếc khi đó người của chúng thần ít không thể mang về đống lúa nước này buộc lòng tiêu rồi. ngư nương khi nói đến cuối khuôn mặt cũng lộ ra vẻ tương đối nếu có thể vận chuyển số lúa nước này về e là đại tống không cần lo lắng về vấn đề lương thực năm nay nữa đốt hết rồi các ngươi thật phá ra mà tôi thức nghe thế vậy đau lòng nói thẳng Y lúc này nhớ đến chuyện tinh thành sản xuất lúa nước mà sách cổ từng ghi chép. Hơn nữa tinh thành khác với thổ dân ở Nam Dương, bọn đã nhận sự ảnh hưởng từ Trung Nguyên khá hiểu trồng trọt. Hơn nữa cũng có thói quen tích trữ lương thực. Đừng thấy đất đai của tinh thành chật hẹp, nhưng sản lượng lương thực cả nước bọn họ là vô cùng khổng lồ. <laughs> từ chiếm huynh sao hồ đồ như vậy? Quần là sát thành đánh chiếm tinh thành là chuyện của vài năm trước rồi. Bây giờ sau thời gian phục hồi sinh khí mấy năm nay, em rằng trong kho của tinh thành chắc lại chất đầy lúa nước rồi. Hiện tại chúng ta chỉ cần phái tàu đi thu mua là được. Triệu Nhân lúc này lại cười nhắc nhở, hắn không ngờ tinh thành mà bình thường hắn không thèm đếm xỉa tới giờ giải quyết được rắc rối lớn trước mắt, hy vọng lương thực cất giữ bên tinh thành dồi dào, dù sao số người gầm nạn bên đại tống thực sự quá nhiều. Hàn Hán ở đại tống vẫn tiếp tục hoành hành, ngày càng nhiều nơi không có thu hoạch, cũng may thành quả mấy năm trước của đại tống rất tốt, cộng thêm tình hình kinh tế đại tống chuyển biến tốt đẹp nên rất nhiều gia đình người dân đều tích trữ một ít lương thực vì thế trong thời gian ngắn không gây nên làn sóng đói khát nhưng vẫn có nơi người dân không chống cự được hạn hán bắt đầu tha hương cầu thực chạy đến nơi khác có cầu cứu tế như cứu hỏa sau khi triệu nhân biết tinh thành có lương thực lập tức tổ chức đội tàu lớn đi tinh thành thu mua lương thực hiện tại tất cả các ngành thương mại biển đều do hắn quản lý nên trưng dụng một số tàu biển cũng rất dễ dàng hơn nữa đang nhắc đến là tuy có rất nhiều thương nhân đại tống hám lợi đến mê muội nhưng cũng có rất nhiều người lấy đại cục làm trọng rất đông người trong số họ tự mình đi thu mua lương thực mang về đại tống thậm chí một số người còn đích thân áp tài đối với những thương nhân này triệu nhan đều sai người ghi chấp lại sau này nhất định sẽ báo đáp ơn lớn tuy nhiên khiến triệu nhân vạn phần không ngờ là mới đầu việc thu mua lương thực ở tinh thành vô cùng thuận lợi nhưng chẳng bao lâu bên tinh thành đột nhiên không còn lương thực để mua nữa song theo triệu nhân được biết lương thực dự trữ ở tinh thành không chỉ có như vậy điện thủy cổ nguy nga tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời trói trang Hoàn nhiên giống như một pho tượng mãnh thú uy dũng triệu húc ngồi trong đại điện thủy cùng chỉ có điều y thân là bậc đế tôn lại trao mày khuôn mặt u sầu thái giám và cung nữ trong đại điện cũng biết tâm trạng triệu húc không tốt Nên ai đấy đều tỏ ra cực kỳ thận trọng đi lại cũng nhón chân nhẹ nhàng sợ chọc giận triệu nhan rước họa vào thân triệu húc hiện tại còn đau đầu hơn triệu nhan ở tận quảng châu chủ yếu vì hai chuyện thứ nhất là hạn hán năm nay ai cũng không ngờ trận hạn hán này lại khốc liệt đến như vậy ban đầu chỉ xuất hiện ở các địa phương Tây Bắc, nhưng sau khi ngày càng lan rộng thì từ Tây Bắc đến Hà Bắc, cả lưu vực sông Hoàng Hà đều xảy ra hạn hán, đến giờ cả các vùng phía Nam cũng đại hạn. Kinh thành đã 4 tháng nay chưa rơi giọt mưa, cả một vùng đất lọt vào tầm mắt đều là một màu khô cằn, dường như tất cả sinh linh trên thế gian này đều bị mặt trời cháy bằng trên bầu trời kia thiêu rụi. Trận hạn án này mang đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho đại tống, phần lớn số lượng lương thực ở vùng Hà hán đều không được thu hoạch, thậm chí rất nhiều nơi còn nhìn thấy được đáy giếng, bách tính khát khô tìm nước uống đành về rời bỏ quê hương tránh nạn tuy số người dân tránh nạn này không nhiều tất cả đều trong sự khống chế của triều đình nhưng đến khi lương thực dự trữ trong nhà người dân cạn kiệt đến lúc đó sợ rằng sẽ xuất hiện làn sóng di dân không cẩn thận có thể sẽ tái diễn loạn hoàng xào của đường mặt năm đó ngoài trừ nạn hạn hán ra chuyện thứ hai cũng khiến triệu húc về não không kém thực chất nghiêm chỉnh mà nói chuyện này phát sinh từ chuyện thứ nhất vì trận hạn hán trước nay chưa từng có này khiến cho cải cách do vương an thạch dẫn đầu bị phản kích kịch liệt những người ở phái bảo thủ lấy thiên biến làm cớ tập trung lại công kích phái cải cách. Ngoài ra, tiền miễn quân dịch cũng khiến dân chúng nổi dậy, lòng dân không yên, càng khiến phái cải cách rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Bốn triệu húc sở dĩ phát động cải cách, tuy tồn tại một chút dạ tâm chuyên quyền của bản thân, nhưng nhiều hơn là hy vọng nhờ vào cải cách tiêu trừ các tệ nạn của Đại Tống. Dù cải cách đạt được mục tiêu tự cường của mình, hơn nữa y cũng kỳ vọng và tin cậy tuyệt đối về Vương An Thạch, cho dù đại thần của triều đình hầu như đều phản đối tân pháp, nhưng nghe vẫn không trùn bước mà ủng hộ Vương An Thạch tiến hành cải cách. Tuy nhiên, hiện tại Châu Húc lại hơi dao động. Y không tin vào thuyết thiên biến gì đó, nhưng đối với bao hậu quả mà cải cách tạo ra bấy lâu nay, Y đều nhìn thấu. Vốn dĩ Y cho rằng đây chỉ là một trận đau của cải cách mang lại thôi, rất nhanh rồi sẽ ổn. Hơn nữa Y cũng tin Vương An Thạch sẽ giải quyết êm đẹp những hậu quả này, nhưng thực sự lại khiến Y thất vọng. Hậu quả cải cách tạo thành ngày càng nghiêm trọng người dân ở một số địa phương hầu như căm thù tân pháp đến tận xương tủy. cộng thêm thiên tai hiện tại nếu y còn cố chấp cải cách e rằng chưa đợi đến khi ông trời thật sự trừng phạt bách tính đại tống đã nổi dậy trước rồi tái hiện màn kịch hoàng sao tạo phản cũng không phải là không có khả năng nghĩ đến những điều đó gương mặt trợ húc không kìm được lộ ra vẻ do dự lúc này y bỗng chợt lần đầu tiên nhận thức được ra mình bổ nhiệm Vương ngân thạch tiến hành cải cách có lẽ thật sự sai lầm đặc biệt là lúc này y nhớ tới sự phản đối của các lão thần như là hàn kỳ ông dương tô thậm chí đến đệ đệ triệu nhan của mình cũng không tán thành cải cách đáng tiếc y lúc đó không thèm lắng nghe lời của họ bây giờ triệu húc hồi tưởng lại trong lòng không khỏi có cảm giác hối hận khôn cùng đúng lúc này bỗng có thái giám rón ra rón rén đi vào sau đó đặt một chồng tấu trương lên long án của triệu húc đây là một trong những chính vụ cần xử lý hàng ngày nhưng nếu đổi lại là triệu nhan nhìn thấy tấu trương chất như núi như thế chắc chắn sẽ đau đầu song với triệu húc đây lại là chuyện hàng ngày ắt phải làm hơn nữa y rất thích cảm giác phê duyệt tấu trương triệu húc đang trong độ tuổi sinh lực dồi dào phê duyệt tấu trương cũng rất nhanh một lúc sau đã phê duyệt xong hơn nửa tấu trương nhưng càng đọc bản tấu sắc mặt của triệu húc càng khó coi bởi vì tấu trương tuy nhiều nhưng trung quy cũng là hai chuyện một là trận hạn án đang càn quét đại thống còn lại là phản đối cải cách của các nơi hoặc chính do phái bảo thủ buộc tội phái cải cách điều này càng khiến cho tâm trạng của triệu húc tệ hơn Hả? khi triệu húc sắp phê duyệt xong tấu chương chợt phát hiện ra một cuốn tấu chương kỳ lạ thực ra cuốn tấu chương này bản thân nó chả có gì khác nhưng bản tấu này đang đè lên một bức tranh đây là chuyện trước nay chưa từng có dù sao tấu chương là tấu chương rất ít người dâng tranh và tấu chương cùng một lúc hơn nữa số tấu chương này đều được môn các kiểm tra trước tấu chương kèm theo tranh thế này thông thường không thể thông qua môn các cuốn tấu chương kỳ lạ này nhanh chóng thu hút chú ý của triệu húc y cầm tấu chương lên xem kết quả phát hiện bên ngoài có viết Luận tội Tân Pháp dẫn đến tình cảnh dân chúng lưu lạc. Ký tên một người là Trịnh Hiệp viết. châu Húc cảm thấy hơi có ấn tượng về cái tên này. Hồi tưởng lại một chút mới nhớ ra. Cái tên Trịnh Triệu này hình như là tiến sĩ năm chỉ bình thứ tư hơn nữa vô cùng được Vương An Thạch coi trọng. Từng tòng quân trong một châu. Chỉ là sau này, sau khi cải cách tiến hành, Trịnh Hiệp dường như cũng phản đối cải cách như những người khác dẫn đến gây oán thù với Vương An Thạch. Kết quả khi nhiệm kỳ kết thúc hồi kinh bị vương an thạch sắp xếp cho một chức tiểu quan coi an thượng môn ở kinh thành Nghe nói Vương An Thạch thấy được tài năng của Trịnh Hiệp nên muốn dùng cách này Fi công khai giúp ông cải cách. Đáng tiếc Trịnh Hiệp rất cứng đầu, luôn luôn phản đối cải cách. Cũng chính vì việc này, Trịnh Hiệp có tiếng tăm rất lớn ở Kinh Thành. Nghĩ đến những điều trên, Triệu nhân liền cầm cuốn tấu trương kèm theo tranh hỏi Thái giám bên cạnh. Dông mà tấu trương có kèm tranh này lên, rốt cuộc là có chuyện gì? Thời giám bên cạnh triệu húc đã già làm việc cũng hết sức thận trọng đặc biệt là tâm tình triệu húc hiện tại không tốt lão càng cẩn thận hơn vì thế khi dâng tấu chuông lên lão nó hỏi kỹ càng lên bờ miệng đáp khởi bầm bệ hạ uốn tấu chương này không gửi tới thông qua môn các mà thông qua ngân đài ti trực tiếp dâng lên nghe nói là cấp báo từ biên thành hả cấp báo từ biên thành triệu húc nghe vậy thì thấy càng tò mò trình hiệp rõ ràng là nhậm chức ở an thượng môn tại kinh thành cho dù biên thành có chuyện gì cấp bách cũng không đến lượt y trình tấu chương xem ra trong này nhất định có uẩn khúc Vương mắc nghi vấn trong lòng triệu húc cuối cùng giờ tấu chương của trịnh hiệp ra kết quả không nằm ngoài dự đoán của y tấu chương này vạch ra lỗi lầm của tân pháp liệt kê từng khiếm khuyết trong cải cách của vương an thạch hơn nữa ở cuối bản tấu trịnh hiệp còn vô cùng hào sảng nói với triệu húc nếu dừng ngay tân pháp trong vòng 10 ngày tất có mưa nếu không y chấp nhận bị trừng phạt mong triệu húc chém đầu y ngoài điện tuyên đức triệu húc đọc bản tấu chương có chút hành động theo cảm tính này của trịnh hiệp không gọi cười khổ y không tin vào mệnh trời tất nhiên cũng không tin lời của trịnh hiệp nói dừng cải cách sẽ có mưa thậm chí tao y thấy trịnh hiệp quả thực bị tân pháp bức bách đến mất trí rồi đến mấy lời ma quỷ này mà cũng nói ra được tuy nhiên nụ cười trên mặt triệu húc còn chưa tắt ánh mắt của y lại rơi trên bức tranh trịnh hiệp dâng lên nhưng khi y nhìn thấy nội dung trên bức tranh mặt mày liền cứng đờ chỉ thấy bức tranh chẳng chỉ hình ảnh những người dân di cư quần áo tả tơi những dân lưu lạc này người thì tay sách nách mang người thì bế con hoặc cõng người già rất trẻ nhỏ tuy mỗi người một việc nhưng ai nấy đều mang dáng vẻ khốn khổ mà bên trái bức họa còn viết ba chữ lớn cảnh lưu lạc triệu húc trước kia chỉ nghe nói đến tình trạng dân chúng lang thang tàn khốc nhưng chưa từng nhìn tận mắt nhưng hôm nay nhờ bức họa cảnh lưu lạc của trịnh hiệp này y trông thấy được cảnh lưu lạc khổ ai của người dân ngoài ra y cũng biết dân lang thang thực tế chắc chắn còn khốn khổ hơn hình ảnh trong bức tranh này gấp bội lần cứ nghĩ đến những người dân lang thang này chính là bách tính mà mình cai trị triệu húc liền cảm thấy đau đớn như dao cớ y luôn một lòng muốn trở thành một hoàng đế vĩ đại tạo phúc cho muôn dân vậy mà không ngờ bách tính dưới sự cai trị của mình lại trở nên khốn đốn nhìn hình ảnh dân chúng lưu lạc trước mắt triệu húc bất động im lặng ngồi đó rất lâu đầu óc suy nghĩ trăm điều y lúc này vô cùng hy vọng triệu nhan có ở đây như vậy y cũng có thể giải bày hết nỗi lòng của mình cho hắn đáng tiếc vì triệu nhan không muốn ở kinh thành dương mắt nhìn tân pháp được thi hành nên giờ đang ở tiết Quảng Châu xa xôi, khiến bên cạnh Triệu Húc không còn ai có thể tâm sự. Buổi tối Triệu Húc không tới chỗ phi tử nào mà giam mình trong ngự thư phòng, chốc chốc lại cầm bức tranh dân lưu lạc lên xem. Cả đêm không chập mắt, giờ đây y càng thêm dao động về cải cách trong lòng lẫn lự có nên dừng thi hành tân pháp không? Xong cứ nghĩ đến những nỗ lực mình bỏ ra vì tân pháp suốt bao năm nay, Triệu Húc lại cảm thấy không cam lòng. Cuối cùng khi trời sắp sáng, Triệu Húc chăn trọc lại ngồi trước bàn sách, sau đó từ tay viết một bức thư cho Triệu Nhàn. Y muốn nghe ý kiến của triệu nhân về việc này. Thực chất chỉ là cái cớ triệu húc tìm cho bản thân mình. Vì triệu nhân trước giờ luôn phản đối cải cách. Bây giờ đi hỏi ý kiến của triệu Nhan chắc chắn sẽ nhận lại ý kiến phản đối tân pháp của triệu nhân. Đến lúc đó Y càng có lý do thuyết phục bản thân dừng thi hành tân pháp. Chỉ có điều triệu húc vạn lần không ngờ lấy vừa gửi thư cho triệu nhân được 3 ngày, triệu nhân bỗng gửi tới một bức thư khiến triệu húc hơi ngạc nhiên vì theo tinh tấn của y cho dù là dùng chim bộ câu đưa thư bức thư đó cũng không đến tay triệu nhan nhanh như vậy cũng càng không thể hồi âm nhanh chóng như thế mang theo nỗi nghi hoặc triệu húc mở thư của triệu nhan chăm chú đọc mới đầu khi nhìn thấy nội dung trong thư triệu húc lập tức vui sướng vô ngần thậm chí kích động đến nỗi nước mắt lưng tròng. vì y cảm nhận được trong thời khắc then chốt này vẫn có thể dựa dẫm vào đệ đệ của mình nhưng khi đọc tiếp nội dung phía dưới lại không khỏi nổi giận đùng đùng liền lớn tiếng sai bảo người đâu triệu tập quần thần nghị sự trong thư phòng triệu nhan một tay nâng chén trà vừa thưởng thức vừa nhăn mặt bặm môi nhìn bức thư triệu húc gửi tới chỉ là nhìn biểu cảm của hắn thì biết nội dung trên thư triệu húc khiến hắn hết sức khó xử Thật ra bức thư này là lúc trước sau khi triệu húc xem xong bức tranh dân lưu lạc xong cả đêm không ngủ viết thư cho triệu nhan nói với triệu nhan sự dao động của mình về cải cách và tiếp theo nên làm như thế nào hy vọng có thể nghe ý kiến của triệu nhan về điều này <laughs> phu quân cũng không biết chú ý cử chỉ một chút đã là thân vương rồi, đọc thư thôi cũng biểu cảm như thế, nếu ai nhìn thấy e rằng sẽ bị họ chê cười đó. Đúng lúc này, Tào Dĩnh đẩy cửa phòng bước vào, nhìn thấy dáng vẻ của Triệu Nhân không kìm được cười nói. Chê cười cứ chê cười, dù sao ta cũng không để tâm. Triệu Nhân tỏ ra tỉnh bơ, sau đó lại đưa bức thư trong tay cho Tào Dĩnh nói. Đương tử, nàng đọc bức thư đại ca vừa gửi này, làm ta khó chịu quá. Tào Dĩnh nghe thấy là bức thư Triệu hút gửi liền có chút tò mò, Nhận lấy bức thư, đọc qua một lần, kết quả cũng trong mày trầm tư hồi lâu mới lên tiếng. Đại ca đã hơi lung lay về cải cách rồi, thậm chí trong lòng huynh ấy đã có ý định dừng cải cách lại, nhưng nhất thời vẫn chưa chắc chắn nên mới muốn phụ quân giúp huynh ấy lựa chọn. À, ta cũng nghĩ như vậy. Kể ra đại ca trên phương diện gì cũng đều biết lắng nghe, nhưng chỉ duy chuyện hôn sự và cải cách lại tỏ ra cố chấp như vậy. Hồi trước khi phụ hoàng còn sống còn có thể khiến huynh ấy nhượng bộ trong hôn sự, nhưng phụ hoàng không còn nữa, không ai có thể ngăn cản huynh ấy cải cách được không ngờ bây giờ huynh ấy đã hối hận sao biết như vậy lúc trước sao không chịu nghe lời người khác khuyên chứ triệu nhan cáo kỉnh nói trước đó hắn rời khỏi kinh thành cũng hơi oán trách triệu húc bây giờ thấy triệu húc cuối cùng đã biết sai trong lòng cũng có chút vui mừng tuy nhiên tào dĩnh lúc này nhìn bức thư trước mặt cuối cùng than thở nhưng hiện tại tuyệt đối không phải là thời cơ tốt để bãi bỏ tân pháp cả nước đang loạn lên vì hạn hán nếu bây giờ hủy bỏ tân pháp nhất định sẽ xảy ra chấn động trước nay chưa từng có mặt khác với tính cách của vương an thạch nhất định sẽ từ bỏ chức vị tể tướng nhưng triều đình vốn chỉ có ba vị đại thần trong đó trần thăng chi lại bệnh tật đầy mình nếu lại mất đi một vương an thạch e rằng triều đình đại tống khó mà chống cự đến lúc đó nào còn sức lực đâu mà đi cứu nạn suy nghĩ của Tào dĩnh cũng chính là nỗi lo âu nhất của triệu nhân vốn dĩ nếu như bình thường triệu húc tới hỏi ý kiến của hắn hắn chắc chắn sẽ tán đồng dừng ngay tân pháp tuy như vậy sẽ gây thù oán với phái cải cách nhưng với thân phận của hắn cũng không cần để tâm dù sao hồi trước khi hắn ở kinh thành đã bất mãn với phái cải cách đây cũng là chuyện mà ai cũng biết chỉ có điều hiện nay lại đúng lúc là phải thiên tai hạn hán toàn quốc bất kỳ chấn động gì trên triều đình cũng có thể đem đến hậu quả nghiêm trọng nên triều nhàn không hy vọng triều đình có biến cố gì bây giờ nương tử đại ca vị tân pháp làm cho muộn phiền đặc biệt hiện nay trong nước đại tống dân chúng oán thán nên huynh ấy muốn lập tức bãi bỏ tân pháp để yên lòng dân chỉ là nếu như vậy có thể dẫn đến càng nhiều người chết vì thiên tai hơn nàng cảm thấy ta nên khuyên huynh ấy như thế nào Triệu Nhan trầm tư hồi lâu vẫn chưa có chút ý tưởng gì, thế là theo quan tính hỏi Tào Dĩnh. <laughs> phu quân sao lại ngốc nghếch như vậy? Trước kia huynh ấy quá cố chấp với cải cách nên mới không thèm nghe bất kỳ lời khuyên nào. Bây giờ nếu huynh ấy đã sáng tỏ ra tiêu cực của cải cách, phu quân chỉ cần nói sự thật với huynh ấy là được. Tiên nghĩa đại ca sẽ suy nghĩ tới ảnh hưởng nếu bây giờ dừng tân pháp. Tào Dĩnh lại cười nói. Triệu Nhan nghe đến đó cũng bỗ đầu một cái. Hắn đích thực là quá hồ đồ nhưng cũng không thể trách hắn vì chuyện cải cách giữa hắn và triệu húc đã xảy ra chút mâu thuẫn may mà là huynh đệ ruột hơn nữa tình cảm sâu đậm nên mới không trở mặt nhưng cho dù là như vậy triệu nhân cũng không còn thẳng thắn khi nói chuyện trước mặt triệu húc như xưa nữa bây giờ gặp phải chuyện này và đứng có điều kiện muốn nói vòng vo ngờ đâu căn bản không cần thiết mặt khác triệu nhân cũng có thể khẳng định lúc triệu húc viết thư này cho hắn cũng đã suy nghĩ rất kỹ càng y muốn hủy bỏ tân pháp để làm yên lòng dân nhưng không nghĩ tới hậu quả của việc hủy bỏ tân pháp mang lại lúc đó triệu nhân bắt đầu hồi âm cho triệu húc phân tích tỉ mỉ cho thấy tình hình hiện tại để ý tuyệt đối không được bốc đồng hủy bỏ thân pháp không phải chuyện ngày một ngày hai càng không phải là một thánh chỉ có thể giải quyết được vì tới tốt nhất là đợi tai qua nạn khỏi cũng chưa muộn sau khi viết thư xong triệu nhân lập tức sai người dùng chim bồ câu gửi đi lúc này tạo dĩnh lại hỏi nghe nói chuyện thu mua lương thực ở tinh thành của phu quân gặp trở ngại không biết bây giờ thế nào rồi nghe thấy tào dĩnh hỏi đến việc này gương mặt Triệu nhan bỗng thoáng qua một tia phẫn nộ trước đó vì muốn giải quyết nguy cơ lương thực do hạn hán triều nhân đã tổ chức đội tàu đến tinh thành thu mua gạo đến đó mới phát hiện ngư lương nói quả nhiên không sạch tinh thành đúng thật là một kho thóc lớn thậm chí triều nhân ước chừng nếu có thể mua hết số gạo mà tinh thành dự trữ chắc có thể giúp đại tống bình an vượt qua trận hạn hán này mới đầu công việc thu mua vô cùng suôn sẻ số lượng gạo tích trữ ở tinh thành quá nhiều mỗi năm đều có rất nhiều lương thực bị hỏng vì bảo quản không tốt nên nhiều thương nhân tinh thành đều vô cùng vui vẻ bán gạo cho đại tống tuy nhiên chẳng bao lâu thương nhân tinh thành đột nhiên không đồng ý bán lương thực cho đại tống nữa mới đầu triệu nhân còn không hiểu tại sao sau này mới thăm dò được thì ra vua tinh thành âm thầm ra lệnh cấm những thương nhân đó tiếp tục bán lương thực cho đại tống không thì sẽ bị xét xử như vậy các thương nhân tuy rất muốn kiếm tiền nhưng không dám mạo hiểm lớn như vậy để giao dịch với đại tống biết được vua tinh thành giờ trò sau lưng triệu nhân tức giận khôn cùng lần trước từ nguyên vì muốn thể hiện sức mạnh đã đánh chiếm vùng duyên hải của tinh thành sau đó từ nguyên quy phục đại tống vua tinh thành còn từng yêu cầu đại tống nghiêm trị từ nguyên nhưng lại bị đại tống cự tuyệt chắc lần này gã từ chối xuất khẩu lương thực cho đại tống cũng vì báo thù đại tống thậm chí nói không chừng còn tiếp tục yêu cầu đại tống nghiêm trị thường nguyên đang tiếc lần này vua tinh thành lại định tính cả gốc lân lãi trận hạn hắn của đại tống liên thị quá lớn giải quyết không tốt sẽ có thể gây nên họa diệt quốc cộng thêm trước khi tướng nguyên sở dĩ tấn công tinh thành chủ yếu là vì tinh thành và từ hạ câu kết với nhau chuẩn bị đối kháng đại tống tại phía nam nên lần này khi triệu nhân biết tinh thành cấm bán lương thực cho họ lập tức có ý định giết không tha hắn rất nhân từ với con dân đại tống nhưng đối với các tiểu quốc ở hải ngoại trước giờ chưa từng giờ lòng từ bi cũng chính vì như vậy cho nên hắn lập tức viết thư cho triệu húc nói rõ ràng quá trình cả câu chuyện sau đó thỉnh cầu triệu húc đồng ý cho hắn khai chiến với tinh thành dù sao tinh thành không giống như các tiểu quốc thổ dân ở lã tống tinh thành không những là một nước có lịch sử lâu đời đồng thời cũng là một trong những thuộc địa của đại thống nên nếu muốn khai chiến với một nước như vậy bắt buộc phải thông qua triều đình đồng ý mới được ta đã gửi thư cho đại ca thỉnh cầu tấn công tinh thành ước tính thời gian chắc cũng có hồi âm rồi Triệu Nhan lúc này nói với Tào Dĩnh, đồng thời ánh mắt nhìn hướng về phía kinh thành. Hắn tin Triệu Húc không phải là người mềm yếu, thiếu quyết đoán, chắc sẽ nhanh chóng đưa ra được quyết định. Trên thực tế, Triệu Nhân đoán không nhầm. Triệu Húc nhận được thư của hắn xong, khi thấy bên Tinh thành có lượng lương thực khổng lồ có thể giải quyết vấn nạn lương thực Hàn án của đại thống cũng vui mừng như điên. Sau khi y đọc được vua tinh thành cấm mát lương thực khiến triệu húc lừa giận phừng phừng từ khi đại thống tiêu diệt tây hạ đánh bại tử hạ không còn tiểu quốc nào dám khiêu khích sự uy nghiêm của đại thống như vậy mang theo cơn thịnh nộ triệu húc lập tức triệu tập đại thần màn bạc sau đó chủ trương thảo phạt tinh thành các đại thần tuy có người phản đối nhưng kiêng dè triệu húc hiện tại nắm mọi quyền hành các đại thần cũng không thể thao túng quyết định của y thế nên cuối cùng nghị quyết này nhanh chóng được thông qua sau đó thánh chỉ được truyền tới quảng châu lệnh cho triệu nhan toàn quyền xử lý chiến sự với tinh thành bởi vì thánh chỉ chỉ có thể truyền bằng ngựa tốc độ khá chậm nên triệu húc ngoài ra còn dùng chim bồ câu gửi tin tới triệu nhan bảo hắn không cần đợi thánh chỉ chỉ nhận được tin là có thể lập tức khởi binh tới tinh thành triệu nhan cũng sớm biết triệu húc sẽ đồng ý động binh dù sao đối với một đế vương mà nói đạo đức nhân nghĩa là cách y thống trị thiên hạ nếu có kẻ dám uy hiếp tới thiên hạ của y thì đạo đức nhân nghĩa cũng có thể vứt sang một bên dù sao chúng đều là hư vô chỉ có thiên hạ mới là thật cho nên sau khi hắn viết thư cho triệu húc xong lập tức bảo đại quân thủy quân chuẩn bị kỹ càng vốn dĩ người thích hợp nhất để tấn công tinh thành là tử nguyên thứ nhất tử nguyên tinh thông hải chiến thứ hai năm đó tử Từ nguyên từng công phá vùng biển của tinh thành vô cùng quen thuộc với nơi đó đáng tiếc tử nguyên đi lã tống xử lý công việc tạm thời chưa thể quay về hơn nữa ác quỷ cũng ở đó kết quả cuối cùng chỉ còn lại lựa chọn duy nhất cho triệu nhan chính là ngư nương tuy nàng là phụ nữ nhưng là trợ thủ đắc lực nhất của Từ Nguyên, đồng thời tinh thông hải chiến, mặt khác cũng tinh tưởng tình hình ở tinh thành, cho nên là có thể nói là lựa chọn sáng suốt nhất. Tiếp theo, Triệu Nhân chọn ra 5 vạn thủy quân để Ngư Nương làm thống soái. Ngoài ra còn có 3 vạn cấm quân. Số cấm quân này chính là hàng binh Tây Hạ trước đây bọn chúng từng theo lưu doãn chinh chiến ở Tây Hạ. Vì Triệu Nhân cảm thấy phòng ngự ở phía Nam quá mỏng nên để chúng lại phía Nam phân bố tới các thành chấn thủ, bây giờ là một lần nữa được triệu tập lại để hô diên bình làm thông lĩnh ngồi trên chiến thuyền của thủy quân trùng trùng điệp điệp hướng tới tinh thành triệu nhan vốn định đi cùng với thủy quân nhưng vừa nói với tào dĩnh chuyện này nàng nên gọi hết con cái đến sau đó vài mặt tội nghiệp nhìn hắn dùng ý đơn giản là họ đều dựa vào triệu nhan ngộ nhỡ hắn xảy ra chuyện gì nguy hiểm trên chiến trường thì họ biết làm sao nhìn ánh mắt đáng thương của đám con và tào dĩnh tuy Triệu nhân rõ ràng biết nàng đang giả vờ nhưng sau cùng vẫn mềm lòng đồng ý với tào dĩnh không đi tinh thành nữa ở lại quảng châu đợi báo cáo chiến sự tại tinh thành Triệu nhân ở lại quảng châu chờ tin tức từ tinh thành bên kia lại không hề nghĩ ra được tin tức tốt từ tinh thành vẫn chưa chuyển tới mà ngược lại tin tức của lã tống ở chỗ từ nguyên lại chuyển tới trước y đã liên lạc với những vương quốc thổ dân có xung đột lợi ích với vương quốc liêu khắc trong đó có hai vương quốc có rất nhiều khả năng sẽ liên kết với đại tống vì thế y mới phái ra các sứ giả để đi đến hai vương quốc này, thuyết phục thủ lĩnh của các bộ lạc lớn trong các vương quốc. Hiện tại đều đã thành công, hai vương quốc kia cũng phái sứ giả tới Vịnh Hương Tiêu, tiến hành đàm phán về những thứ liên quan tới chuyện kiên minh. Nhìn qua thì vấn đề cũng không lớn, chỉ cần ký xong minh ước như vậy hai vương quốc này sẽ tấn công vương quốc Liêu Khắc dưới sự ủng hộ của đại thống. Mặt khác, tư nhân đại thống cũng có thể đến hai vương quốc này giao dịch buôn bán, có thể nói là một công được vô số việc sau khi nhận được tin tức tốt từ chỗ thường nguyên chuyển tới tảng đá lớn trong lòng triệu nhan cuối cùng cũng được bưng lòng tuy hắn tin tưởng năng lực của thường nguyên nhưng lực lượng của đại thống tại đá tống bên kia thực sự quá ít đòi cho nên hắn cũng lo lắng sẽ xảy ra biến cố gì đó hiện tại tin tức này đã chuyển đến tuy rằng vẫn chưa tiêu diệt được hoàn toàn vương quốc lưu khác nhưng tóm lại đây cũng là một chuyện vô cùng tốt có một thứ gọi là việc tốt thành đôi từ nguyên ở bên trong phía lã tống mới vừa truyền tin tức tốt đến thì đại quân ngư nương trong lần trinh phạt tinh thành không ngờ cũng lại truyền tới thêm một tin tức rất tốt nữa. Kế hoạch quân sự của đại quân ngư nương khi trinh phạt tinh thành lần này vô cùng trực tiếp. 5 vạn thủy sư và 3 vạn lục quân trực tiếp đánh thẳng về đô thành nhân đà La Bổ La. Tuy nhiên người tống vẫn luôn gọi đô thành này là tinh thành. Tinh thành vừa là tên đô thành đồng thời cũng chính là tên nước. Trước kia tinh thành cũng tương đối thịnh vượng một thời gian ngắn, đáng tiếc từ vài thập niên trước đó nó cũng bắt đầu suy sụp rồi thậm chí còn bị tự hạ đánh chiếm thủ đô ngay cả tinh thành vương cũng bị bắt sống về sau nơi đó phải trả một cái giá rất lớn mới có thể giữ được nền tảng quốc gia không bị diệt vong vốn dĩ tinh thành cũng đã đủ xui xẻo lắm rồi không ngờ mấy năm trước lại âm thầm cấu kết với tử hạ dự định đánh lại đại thống kết quả là bị la sắt quân do từ nguyên thống lĩnh đánh hạ vùng địa khu ven biển thậm chí ngay cả tinh thành cũng thiếu chút nữa bị công phá chuyện này gây thương tổn rất lớn đến nguyên khí của tinh thành Đáng tiếc thì Thành Vương đúng là một kẻ không có đầu óc. Lúc trước đã bị chịu thiệt nhiều như vậy, không ngờ trí nhớ lại có thể ngắn lên mức này. Lần này còn dám chọc tới đại thống, kết quả là bị đại quân ngư đương đánh thẳng tới tinh thành. Bởi vì trước đó đã phong tỏa tin tức cho nên tinh thành căn bản không có một chút chuẩn bị nào. Đợi đến khi bọn họ nhận được tin thì cũng là lúc thủy sư của đại tống tới hải ngoại rồi, căn bản không để bọn họ chuẩn bị được cái gì. Cũng chính bởi tình huống như vậy, 10.000 thủy sư mà ngư nương thống lĩnh đã dùng khí thế mạnh mẽ tiêu diệt được số lượng thủy sư ít ỏi đứng ra nghênh địch của tinh thành rồi chiếm được cảng cổ tinh thành sau đó hồ diên bình thông lĩnh ba vạn lục quân đổ bộ tới ngoài ra còn thêm hai vạn thủy sư cũng tiếp tục đổ bộ lên bờ nữa tất cả triển khai tấn công tinh thành một cách mãnh liệt tuy rằng đại quân cho tinh thành vương tổ chức đã phản kháng hết sức mình đáng tiếc là quân đội của tinh thành đã quá mục nát căn bản không thể chịu nổi một kích chỉ trong một thời gian ngắn gần hai ngày tinh thành đã bị hồ diên bình công phá tinh thành vương lại tiếp tục bị bắt giữ Tuy nhiên bắt được Tinh Thành Vương làm thủ binh cũng không thể xem như trận chiến này kết thúc được, bởi vì tuy Tinh Thành là một quốc gia nhưng thật ra bên trong cũng đã bị trên năm sẻ bảy từ lâu. Thủ lĩnh của rất nhiều bộ lớn đã sớm chuẩn bị tự lập hết rồi. Bây giờ khi thấy Tinh Thành Vương bị bắt, một đám người lập tức nhảy ra phân rõ giới tuyến với Tinh Thành Vương, sau đó tự chuẩn bị mọi thứ lập mình làm vương. Vốn dĩ lần này đại thống trinh phạt tinh thành chủ yếu vẫn là vì lương thực. Hiện tại bắt giữ tinh thành vương, mệnh lệnh và ông ta tuyên bố đương nhiên cũng không còn tác dụng nữa. Tư nhân đại tống có thể thu mua lương thực như bình thường. Hơn nữa mấy người muốn tự lập làm vương kia vì lấy lòng đại tống cũng đều tỏ vẻ nguyện ý đem lương thực bán cho đại tống. Bất quá lần tấn công tinh thành này triệu nhân đã sử dụng tới 8 bản nhân mã. Cũng không phải chỉ vì một tù binh là tinh thành vương mà còn chuẩn bị để chiếm vùng địa khu ven biển của tinh thành. Từ đó giúp đại tống khống chế được vùng biển thẳng tiến nam dương. Cho nên sau khi ngư nương đã vững chân tại tinh thành rồi, lại lập tức phát binh đẩy mạnh tấn công dọc theo đường ven biển của tinh thành, giống như là bè gãy nghiền nát mọi thứ vậy công chiếm toàn bộ vùng địa khu ven biển của Tinh Thành. Ngoài ra trong trận chiến này, lương thực cũng không ngừng được vận chuyển từ Tinh Thành tới Đại Tống, những lương thực này đều là chiến lợi phẩm thu được từ trong cuộc chiến, bởi vì lương thực của Tinh Thành thật sự là nhiều vô số kể, mỗi lần đánh hạ được một tòa thành đều sẽ phát hiện ra thêm một kho lương, nếu không phải có một vài người Tinh Thành sau khi thất bại trong cuộc chiến đã thi huệ đi vài kho lương thực, thì e rằng lương thực thu được còn nhiều hơn thế này nhiều. Triệu Nhân đứng ở trên bến tàu nhìn từng thuyền từng thuyền lương thực được vận chuyển đến Quảng Châu. Tuy nhiên những chiếc thuyền chất đầy lương thực này cũng không dừng lại ở tại nơi đây để dỡ lương thực xuống, mà chúng nó chỉ tạm thời dừng ở cảng để nghỉ ngơi một chút. Sau khi bổ sung thêm đồ ăn nước uống đầy đủ, sẽ tiếp tục khởi hành đi lên phía bắc, đuổi tới một bến cảng ở gần sân đông mới dừng lại. Nơi đó là một trong những khu vực phải chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất của hạn hán. Không ít địa phương đều tuyệt thu, cho nên chỗ lương thực nhiều như này sẽ giúp giảm bớt được tình hình thiên tai của bọn nó ở nơi đó. Mà để khu Sơn Đông cũng gần đông kinh hơn, lương thực có thể được vận chuyển đến kinh thành bằng đường thủy hoặc đường bộ, sau đó lại tiếp tục vận chuyển tới vùng đất Tây Bắc. Nơi đó cũng là một nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai. Triệu Húc đang ở rất xa kinh thành, rất nhanh cũng đã nhận được tin tức tinh thành bị không phá. Đồng thời, từng thuyền lương thực cũng được đưa đến những khu vực chịu ảnh hưởng lớn của thiên tai ở phương Bắc. Thậm chí ngay cả kinh thành cũng có thể ăn được gạo của tinh thành, lại nói thêm, lương thực tinh thành một năm có thể chín tới 4 lần. Nhưng vị cũng không được ngon lắm. Tuy nhiên về quan trọng lúc này chính là làm sao để lấp được đầy cái bụng. Đối với nạn dân mà nói có được một miếng cơm cũng đã là trời cao ban đại ân rồi. Từng thuyền lương thực được vận chuyển đến khu vực chịu thiên tai, dân chúng ở những khu vực đó cuối cùng cũng được ổn định. Dù sao chỉ cần có được một miếng cơm để ăn, dân chúng bình thường cũng sẽ không có những suy nghĩ quá khích, thậm chí còn có không ít người mang ơn, khiến cho việc thống trị của đại tống cũng được củng cố vững chắc hơn. Mà thấy một hồi thiên tai lớn sẽ biến mất trong vô hình triệu húc thấy tình hình thiên tai đã được khắc phục cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhõm đồng thời việc này cũng khiến ánh mắt của y chuyển từ tình hình thiên tai sang một chuyện khác nữa lúc trước y đã sinh ra một chút bất mãn đối với việc cải cách chính trị thậm chí còn muốn ngừng ngay lại cái việc cải cách đó tuy nhiên sau là nhận được thư của triệu nhan hơn nữa chính y cũng biết thứ mà đại tống cần nhất lúc này chính là sự ổn định cho nên đến tận lúc này vẫn chưa bắt tay vào làm chẳng qua trong thời gian này thái độ của y đối với cải cách chính trị cũng đã có một chút thay đổi đối với điều này vương an thạch cũng có một vài phát hiện Vốn dĩ Triệu Húc đợi dự định thêm một thời gian ngắn nữa, đợi đến sau khi tình hình tai nạn được giảm bớt rồi mới bãi bỏ tân pháp. Nhưng cố tình và đúng lúc này đã xảy ra một chuyện lớn, chuyện này cũng chính là chuyện trực tiếp dẫn đến sự bất mãn của y đối với cải cách mới. Nguyên nhân của sự việc lần này, nói lớn thì cũng không lớn, mà nhỏ thì cũng chẳng nhỏ. Đơn giản chính là một quan viên Hà Bắc lợi dụng cơ hội thu tiền thuế lao dịch trắng trận phân bổ xuống phía dưới. Kết quả khiến cho dân chúng khổ không kể xiết, thậm chí ngay cả một vài thân sĩ cũng không thể chịu được loại thuế má nặng nề như vậy. Cuối cùng những người này liên hợp với dân chúng viết nên vạn dân thư tới trước nhà môn dân thỉnh nguyện. Từ khi tân pháp được thi hành tới nay, những loại tình nguyện như thế này từ phía dân chúng đã thành việc mà nơi nào cũng xảy ra, cho nên cũng không được tính là chuyện lớn gì. Nhưng lần này lại không giống với trước đây, bởi vì trong lúc thân sĩ và dân chúng dân thỉnh nguyện đã xảy ra xung đột với sai dịch của nhà môn, kết quả khiến cho ba người chết thảm, hơn 10 người bị thương. Tuy nói rằng nhân mệnh quan thiên, nhưng hiện tại phái cải cách chính trị là một tay che trời hơn nữa cái lại xung đột phản đối tân pháp kiểu này dường như mỗi ngày đều phát sinh chết người cũng không được coi là chuyện quá lớn chỉ cần có cách xử lý thích đáng phía trên cân bản sẽ không biết tới những chuyện như thế này thế nhưng tình huống lần này lại bất đồng bởi vì trong ba người bén chết kia có một thân sĩ mẹ của y không ngờ lại chính là nhũ mẫu của thái hậu hiện tại cũng đã gần 60 tuổi rồi bà mẹ già này thấy con trai của mình bị đánh chết lập tức cũng đau xót đến mức muốn chết theo bởi vì đó là người con trai duy nhất trong cả cuộc đời này của bà hiện tại con trai cũng đã chết rồi chỉ để lại vài cháu trai, cháu gái tuổi còn nhỏ, cả nhà bọn họ biết phải sống như thế nào. Già đề tăng con, chính là một trong những thảm kịch lớn nhất của cuộc sống. Bà mẹ già này sau cơn đau buồn lập tức mang thêm một nhà già trẻ đi tới Kinh Thành, sau đó thông qua cao gia mà gặp được Thái Hậu, khóc lóc kể lể lại sự việc con trai mình bị đánh chết thế nào. Cuối cùng bà không để ý đến thân hình già nua của chính mình, quê xuống dập đầu không ngừng với Thái Hậu, máu tươi chảy ròng ròng khắp cái chán đầy nếp nhăn. Cao Thái Hậu vốn là một nữ nhân vô cùng cứng rắn, không ngờ những mẫu ngày xưa của mình lại phải trải qua nỗi đau đớn như thế này. Thêm nữa người của Cao gia của bà cũng chịu tổn thất không nhỏ trong lần cải cách chính trị này, cũng khiến cho bà càng thêm bất mãn. Trước kia bà cũng đã từng khuyên bảo Triệu Húc rồi, đáng tiếc căn bản lúc ấy Triệu Húc lại không nghe. Bây giờ lại phát sinh ra chuyện như vậy, việc này cuối cùng cũng khiến Cao Thái Hậu không thể nhịn được nữa. Chỉ có điều Cao Thái Hậu không lẽ loi một mình đi khuyên bảo Triệu Húc, mà trước khi đi còn qua gặp Tào Thái Hoàng Thái Hậu trước kia thảo thái hoàng cũng đã từng khuyên bảo qua triệu húc là không cần phải cải cách làm gì cho nên cao thái hậu cũng dễ dàng có thể thuyết phục được bà sau đó hai người đến gặp triệu húc mới đầu khi gặp triệu húc thì cũng chỉ khuyên bảo bà thôi cuối cùng càng nói càng xúc động trần bắt đầu khóc lóc kể lể với triệu húc về những nguy hại mà tân pháp dẫn tới cùng với việc dân chúng trong thiên hạ chán ghét tân pháp như thế nào cuối cùng thậm chí còn nói tới cả loạn thiên hạ vương an thạch vốn dĩ triệu húc cũng định bãi bỏ tân pháp bây giờ nghe tàu thái hoàng thái hậu và cao thái hậu khuyên bảo đặc biệt khi cao thái hậu nhắc tới chuyện đứa con trai của nhũ mẫu bà bị đánh chết càng khiến cho triệu húc tức giận đến mức sùi bọt mép lúc này mới gọi vương an thạch đến chân vấn sau khi nghe xong chuyện này vương an thạch cũng im lặng một hồi lâu sau đó chỉ cam đoan rằng nhất định sẽ nghiêm trị cái quan viên tại địa phương điều này khiến cho triệu húc vô cùng không hài lòng vài ngày sau sự không hài lòng của triệu húc với vương an thạch đã lên tới đỉnh điểm dưới tình hình như thế này không thể nào dễ dàng khoan dung với tân pháp được nữa. Vì thế một đạo thánh chỉ được ban ra đã bãi miễn chức vị tể tướng của vương an thạch, đồng thời tạm ngừng mấy hạng mục cải cách mới khiến dân chúng kêu ca nhiều nhất. Bây giờ mới khiến thiên hạ sụp sôi và hết cải cách cả chính trị đều dâng thư thỉnh cầu triệu húc thay đổi chủ ý. Nhưng cho dù tân đảng này có thanh minh như thế nào đi chăng nữa, máy tính trong thiên hạ vẫn nhảy nhót hoan hô. Tất cả đều ca tụng hành động này của triệu húc. Từ đó có thể thấy được về cải cách kia không được ưa chuộng đến mức nào. Mặc dù Triệu Húc đã bãi miễn vị trí tể tướng của Vương An Thạch Nhưng y vẫn có chút không cam lòng Dù sao cải cách chính trị cũng là kết quả cố gắng Sau mấy năm đăng cơ Nếu như hiện tại phế bỏ Chẳng khác nào những khổ cực Trong mấy năm này của y đều trôi theo dòng nước Cho nên sau khi y cách chức Vương An Thạch Cũng chỉ tạm dừng thi hành Một vài mục trong tân pháp Ngoài ra có một vài người thuộc tân đảng Vẫn được giữ các chức vị quan trọng trong triều Tiếp tục thi hành những cải cách khác Tuy nhiên đúng lúc này bỗng nhiên lại xảy ra một sự kiện khiến người ta khó mà có thể ngờ tới được. Nó đã tạo thành một kích trí mạng đối với Tân Pháp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết diễn biến của tập 150 truyện Bắc Tống Nhàn Vương. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị của các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 151. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm